Theo quan điểm của tôi thì Pháp Argentina sẽ là trận chung kết trong mơ của World Cup 2022 này. Nói là trong mơ thôi nhưng trong thực tế thì đó là một trận đấu đẹp, một trận đấu mà tất cả chúng ta cùng chờ đợi. Bởi vì Pháp và Argentina là hai đội tuyển mạnh nhất cho tới lúc này đang có mặt ở chung kết. Và Pháp đang là đương kim vô địch của giải đấu, trong khi đó Argentina cũng đã thể hiện được rất nhiều những điều mà chúng ta cùng kỳ vọng ở họ. Đó là họ đã đứng dậy sau trận thua đầu tiên trước Ả Rập Xê Út. Họ đã có một series các trận thắng tuyệt vời và trong từng trận đấu một thì huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng đã trưởng thành, cũng đã có những điều chỉnh để cho đội tuyển của anh ấy chơi hay hơn và phát huy được hết những vai trò của những cầu thủ. Ví dụ những cầu thủ trẻ như Alexis McAllister hay là Enzo Fernandez. Và điều đặc biệt quan trọng là chúng ta nhìn thấy vai trò nổi bật của Lionel Messi ở trận đấu chung kết World Cup được chờ đợi bởi vì những cái tên như Lionel Messi và Kylian Mbappe đương nhiên rồi. Và chúng ta sẽ nói đến một World Cup của ai, của Messi hay là của Mbappe khi mà giải đấu này kết thúc. Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói đến một World Cup nào mà gắn liền với một tên tuổi của một cá nhân như thế này. Tôi kỳ vọng đây sẽ là một trận đấu mà hai bên sẽ có những cuộc tranh chấp rất dữ dội ở khu vực giữa sân, nơi mà đội tuyển Pháp trên lý thuyết đang tỏ ra nhỉnh hơn một chút với kinh nghiệm của Adrien Rabiot, với sự hy sinh của Antoine Griezmann. Xét về mặt lực lượng, Pháp đều hơn, mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn, nhưng đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho Pháp cả. Và tôi tin rằng đây sẽ là một kết cục đẹp cho World Cup nếu như đội tuyển Argentina và Lionel Messi đoạt được danh hiệu vô địch lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh ấy và lần đầu tiên đối với đội tuyển Argentina sau 36 năm. Theo quan điểm của tôi, và tôi mơ đến một trận chung kết trong mơ với một kết quả trong mơ, đó là Argentina giành được chức vô địch.